thông điệp từ Duy Nguyễn. Đích thực trong phòng gym sẽ không bao giờ là đủ nếu các gymmer của chúng ta không đích thực trong tư tưởng, suy nghĩ và những việc làm hàng ngày trong đời sống gia đình và xã hội. Một doanh nhân thành đạt sẽ thiếu đi hương vị sống nếu không thể sở hữu được một sức khỏe và một vẻ đẹp hình thể xứng tầm danh vọng xã hội. Vai u, thịt bắp sẽ không có nghĩa lý gì nếu điều đó được xây dựng trên một cơ thể bạc nhược, một tinh thần kém minh mẫn. Một gymmer khôn ngoan sẽ không bao giờ mang đến gánh nặng kinh tế cho vợ con và gia đình. Hãy học tập, lao động, nghiêm túc ít nhất 8 giờ mỗi ngày và dành cho gym tối đa 90 phút tập luyện mà thôi, nhưng vẫn đạt được một body như nhiều người mơ ước. Đó mới là thành công thật sự và là niềm vinh quang lớn nhất đối với một gymmer thời đại mới. Một gymmer theo tư tưởng của thể hình online, tôi sẵn sàng mất cả đời để chứng minh cho các bạn thấy tôi làm được điều này. Tập luyện ít, kết quả cao. Nhưng không vì lẽ này mà cách bạn xây dựng body của mình bằng hai chữ mơ ước, nào là Ronin Coleman, nào là Arnold, nào là Jeff Sef, đó là giấc mơ mãi mãi không bao giờ đến. Hãy nghĩ đến những điều người Việt Nam làm được, đừng nghĩ đến những điều các bạn chỉ thấy nó trên Internet. Ngoài phòng gym, tôi vẫn là một con người hữu ích cho gia đình, xã hội và đất nước tôi. Với triết lý thể hình của Duy cũng như là rất nhiều bạn trẻ đến với gym đều mong muốn mang về một cái cơ thể đẹp, một sức khỏe tốt, một cách nhanh nhất, ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất, bền vững nhất. Thì sau những ngày vui xuân năm 2015 với Tạ, hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các bạn cái bộ giáo trình Lean Body nâng cao dành cho gymmer đích thực. Thì với mục tiêu mang lại cho các bạn như đã nói lúc nãy, đó là tăng cơ giảm mỡ, cũng là cái đỉnh cao nhất của thể hình mang lại. Nhưng với một cái mức độ thấp hơn thì có thể là giúp cho bạn lean thôi, chứ không thể nào thực hiện được quá trình tăng cơ giảm mỡ cùng một lúc. Lean tức là sao? Tức là sẽ giúp cho bạn phát triển cơ bắp, đồng thời khống chế cái lượng mỡ lại, giữ cái lượng mỡ nó thấp. Người bạn nó sẽ rất là đẹp suốt cả cuộc đời các bạn luôn, chứ không phải cần phải xả hay là siết làm một cái chu trình lúc to lúc nhỏ, lúc ốm lúc yếu, mặt hốc hác gì đó thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Nhưng các bạn cũng nên lưu ý rằng cái bộ giáo trình này là dành cho những cái gymmer tập luyện nghiêm túc, Duy xin nói chữ nghiêm túc, từ 1 tới 2 năm mới có thể áp dụng được. Còn những bạn trẻ mới tập gym hay là các bạn có thể chưa tự tin lắm với những kiến thức gym mình đang có, cả về dinh dưỡng lẫn về kỹ thuật tập luyện cũng như là cảm nhận cơ bắp, thì các bạn vui lòng tham khảo lại những cái giáo án căn bản mà Duy đã đăng tải rất là nhiều lần trên website thehinhonline.com.vn. Thứ hai là ngày đầu tuần thì có lẽ bạn dân thiên hạ sẽ kéo nhau tập ngực hết. Nhưng không, trong giáo trình này chúng ta không tập ngực vào ngày thứ hai, mà ngày thứ hai là chúng ta dành cho cái buổi tập khó nhất. Cái buổi tập, Duy dùng xin dùng từ cái buổi tập khó nhất, đó là buổi tập lưng và xô. Nếu mà các bạn nào tập hình lâu năm thì các bạn sẽ biết được lưng và xô nó khó tập tới cỡ nào. Do đó thứ hai đầu tuần Duy xin bố trí là tập lưng và xô. Nhưng mà nếu mà sau khi các bạn xem cái video này nhiều quá thì các bạn cũng thứ hai vào các bạn kéo nha, các bạn tập lưng sâu hết, thì có thể cái phòng gym nó không đủ máy, thì các bạn có thể bố trí linh động qua là thứ hai các bạn có thể chuyển qua lưng, chân thôi, chỉ một mình chân là đủ đó. Thì tại sao lại chọn ngày thứ hai là ngày tập
và lưng và xô. Thứ nhất là cơ lưng là cái cơ khó cảm nhận nhất, khó tập nhất, khó biết động tác mà nó đúng hay nó sai. Do đó là chúng ta phải cần có một cái tinh thần sung mãn đầu tuần, tức là cái tinh thần chúng ta thật là tốt, sức khỏe chúng ta thật là full, thật là đầy đủ thì chúng ta mới có thể chinh chiến một cách tốt nhất ở bài tập lưng xô ngày hôm nay. Thì lưng xô vẫn theo giáo án Lean Body thì vẫn tuân thủ đúng cái cách tập sau đây. Thứ nhất là cái buổi tập của mình xin chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn tập trung cho sức mạnh và cái khả năng chịu đựng về sức mạnh của cơ thể. Thì cái giai đoạn này kéo dài khoảng chừng 30 phút, 20 phút tùy cái ngày đó mình tập cái gì. Thì cái buổi tập lưng thì những cái bài tập về lưng sẽ là những bài sức mạnh, do đó các bạn phải ưu tiên tập trước. Và độ cái khó của lưng á, là các bạn làm sao để tập cho nó đúng kỹ thuật, các bạn không có ăn gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn không có tập quá nhanh, tốc độ của bạn kéo vào hì hục như vậy rất là nhanh, các bạn không thể nào cảm nhận được cơ bắp ở một cái tốc độ nhanh như vậy. Thì Duy sẽ giải thích và minh họa rất là kỹ bằng video, thì các bạn có thể theo dõi qua video. Và ở cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mình tập trung phát triển cái sức, gọi là cái không phải là sức bền, chứ không dùng chữ sức bền ở đây, nhưng mà là phát triển về khối lượng cơ, tác động đến cái độ lớn của cơ bằng những cái bài tập, như là bài tập về xô, bài tập kéo xô. Thì ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ tập nhanh hơn, chúng ta không có tập kỹ như là ở giai đoạn đầu nữa. Giai đoạn đầu là do các bạn tập nặng nên các bạn cần phải có cái thời gian nghỉ nó rất là lâu, từ 2 tới 3 phút thì cơ thể các bạn mới có thể kịp phục hồi để cho các bạn bước vào cái hiệp tập tiếp theo. Thì khi mà tập nặng thì chắc chắn là các bạn chỉ nên tập từ 4 tới 6 rep mà thôi. Cái này nó giống như mắc OT ở cái điểm này. Và khi mà các bạn chuyển qua giai đoạn thứ hai thì các bạn nên tập từ 6 tới 10 rep. Mà ở cái khúc này quan trọng nhất là cái cường độ, mình cố gắng mình ăn vào cái cường độ cho nó pump cơ thật là tốt. Do đó các bạn không được quyền nghỉ quá lâu, tức là các bạn không được quyền nghỉ quá 2 phút. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn cuối cùng của buổi tập, thì có thể là 10 phút thôi. Duy khuyên các bạn nên tập 10 phút bằng cái cách tập cardio cường độ cao. Các bạn nên tập cường độ cao 10 phút thay vì các bạn tập cường độ chậm mà 30 phút thì nó sẽ không hợp lý. Và khi bạn tập 10 phút như vậy nó sẽ giúp cho các bạn đốt mỡ nhiều hơn. Nếu mà các bạn nào quan trọng cái vấn đề đốt mỡ, cái quan trọng vấn đề đốt mỡ để cho cơ thể nó càng lean hơn á, thì các bạn có thể cardio và nên cardio 10 phút bằng những cái phương pháp có thể là MOT cardio hay là HIIT tùy. Nhưng mà cá nhân Duy thì tập theo kiểu interval do máy lập trình sẵn, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn nào không muốn giảm mỡ mà các bạn cũng không còn sức để bạn tập á, thì bạn có thể không cardio luôn cũng được. Nhưng mà cá nhân của Duy khuyên các bạn nên tập sao cho nó đủ men, nó còn sức để mình có thể cardio, mình chinh chiến với những cái kích thích cơ bắp khác nhau của từng loại bài tập khác nhau, cũng như là những cái phương pháp thiết bị khác nhau, thì nó sẽ mang cho mình một cái hiệu quả rất là hay, rất là to lớn. Là một swimmer đích thực thì rượu bia là chuyện nhỏ, quan trọng cường độ cao của bạn có chịu nổi hay không. Trên tay Duy hiện tại đó là 2 muỗng Pump HD. Các bạn cũng phải uống được như đây một lần mà tay không run, mặt không biến sắc thì mới đó mới là một swimmer đích thực. Còn bạn nào chưa làm được 2 cái chuyện này thì từ từ luyện công, bình tĩnh, đừng nóng. Hẹn gặp lại các bạn sau 45 phút.
Sau khi các bạn uống pre-workout 30 phút thì các bạn lập tức khởi động, làm nóng cơ thể, xoay các khớp, căng cơ thật là kỹ để cho cái mục tiêu của buổi khởi động này làm cho các bạn, thứ nhất là cơ bắp mình nó được nóng lên, cái mấy cái khớp của mình nó được bôi trơn, nó tránh đi chấn thương và nó sẽ giúp bạn phục hồi tốt hơn. Và một cái mục tiêu nữa, nó sẽ giúp cho cái pre-workout của bạn nó lót, nó hay nó sẵn sàng được sử dụng trong buổi tập. Còn nếu mà các bạn bỏ qua cái bước này á, là rất là nguy hiểm, và nó thật sự là không đúng tinh thần của thể thao luôn, chứ đừng có nói chi đến tinh thần của gymmer. Khởi động rất quan trọng, các bạn nên cố gắng dành 10 phút để khởi động, làm quen với chuyển động nhẹ nhàng thôi. Còn sau đó mình sẽ tiếp tục khởi động làm quen với khối lượng tạ. Thì giả sử như các bạn đã khởi động xong rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục khởi động làm quen với khối lượng tạ. Một vấn đề đặt ra là hôm nay là buổi tập lưng đúng không, thì cái vị trí nào cho deadlift? Đó là cái câu hỏi muôn thuở, một cái đề tài muôn thuở cho những cái gymmer. Họ thật sự nghiêm túc với tập luyện, họ thật sự nghiêm túc muốn có một cái sức mạnh và một cái độ phát triển cơ tuyệt vời. Họ sẽ đặt ra câu hỏi, vị trí nào cho deadlift? Nếu tôi đã có bài Roman deadlift ở buổi tập chân rồi, thì cái bài deadlift tôi sắp xếp như thế nào? Nếu mà tôi tập một lúc hai bài thì sẽ dẫn tới sự quá tải, không được. Còn nếu mà tôi bỏ một bài, tôi tiếc một bài thì như thế nào? Thì rất may mắn trong giáo án này đã có cái chìa khóa trả lời cho cái vấn đề này. Thì các bạn nên sử dụng deadlift để khởi động. Deadlift để khởi động có thể là bạn nghe bạn thấy nó ngộ quá. Đó giờ tôi khởi động là toàn lat pull down không à. Bây giờ Duy Nguyễn kêu tôi khởi động bằng deadlift, tôi khởi động rồi tôi chết rồi sao tôi tập nổi? Xin thưa không. Các bạn nên nhớ deadlift là bài tập sức mạnh. Bài tập sức mạnh chứ không phải là deadlift là bài tập cho nó bự cái cơ lưng dưới gì đây hết trơn trời. Không phải deadlift là một bài tập để phát triển cơ, mà chủ yếu deadlift đây là bài tập phát triển sức mạnh và tăng khả năng chịu đựng cơ thể. Do đó các bạn khởi động deadlift thì các bạn có thể tạ nhẹ, thì các bạn khởi động từ 4 cho tới 8 rep một set. Còn nhưng mà khi mức tạ đủ nặng rồi đó thì bạn chỉ khởi động một rep thôi. Mà với một rep như vậy thì nó không ảnh hưởng gì tới buổi tập của bạn nhiều lắm, và nó sẽ giúp cho bạn tăng sức mạnh rất là đáng kể. Do đó các bạn có thể khởi động bằng bài tập deadlift, và sau đây Duy sẽ mô phỏng cái cách khởi động bằng bài tập deadlift. Mời các bạn theo dõi video.
Thế là xong phần khởi động làm quen với khối lượng tạ. Và bây giờ thời gian của buổi tập chính thức được bắt đầu. Đầu tiên buổi tập thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến nhóm cơ lưng giữa. Đây là nhóm cơ quan trọng nhất và cũng là nhóm cơ nó có độ khỏe rất là tốt. Do đó mình phải tập nó một cách nghiêm túc, không được giỡn. Và đây là một cái phần cơ chủ lực của buổi tập ngày hôm nay. Để bắt đầu cho buổi tập cơ lưng giữa thì Duy sẽ bắt đầu với bài tập Leverage Row. Tại sao Duy chọn bài này? Tại vì đơn giản là cái bài này nó cho mình một cái cảm nhận cơ bắp rất là tốt và rất là an toàn. Bạn có thể tập với khối lượng tạ nặng mà bạn không bị phân tâm, bạn không bị sao nhãng bởi những cái vấn đề khác. Tuy nhiên cái máy Leverage Row này thì không phải là phòng nào cũng có. Các bạn không nên, tuyệt đối không nên sử dụng cái máy Selectorize Row nha. Tại Selectorize Row thì khi bạn tập nặng nó sẽ phát sinh ra những cái vấn đề mà có thể là bạn không kiểm soát được, nó sẽ nguy hiểm cho bạn. Thứ nhất, thứ hai nó sẽ không có tác động tốt bằng những cái máy free weight như là Leverage. Nói do đó là nếu mà cái phòng tập các bạn không có máy này thì bạn bỏ, bạn chơi bài khác. Các bạn có thể nghĩ ngay tới những bài như là Barbell Row, Dumbbell Row hay là T-Bar Row. Đó là những bài có thể thay thế được cho bài này. Và bây giờ Duy sẽ thực hiện cái máy bài tập với cái máy Leverage Row này ở một cái khối lượng tạ cũng cực kỳ nghiêm túc. Và các bạn nên nhớ là tập cho nó đúng kỹ thuật. Bây giờ mục tiêu chỉ là 4 rep thôi. Cũng mệt lắm rồi. Cơ lưng giữa đuối rồi. Cố lên thôi chứ biết sao giờ. Một bên. Các bạn nên lưu ý rằng khi tập lưng thì rất là khó. Các bạn phải căng cơ thật chậm và để cho cái cơ lưng của bạn nó được căng thật là nhiều. Hay nó có khác, nó căng ở trong một cái mức độ tối đa nhất. Còn khi các bạn kéo vào thì các bạn cố gắng tập trung dùng cơ lưng kéo, không dùng cơ tay kéo. Cái đó là cái khó nhất. Mà khi căng thì chậm hơn, khi kéo vào thì nó nhanh hơn. Đó là cái nguyên tắc cơ bản của những cái bài kéo lưng nói chung luôn. Thì ở cái phương pháp Limody này, cái chế độ dinh dưỡng nó cũng rất là hà khắc. Nó phải ăn bằng hoặc thấp hơn TDE của bạn. Do đó cái trữ lượng glycogen ở trong người của bạn nó cũng sẽ không được cao cho lắm. Do đó khi bạn nghỉ giữa hiệp đó thì các bạn cố gắng nhấp
nhấp một vài ngụm Saizon, nhấp một vài ngụm Saizon để nó bổ sung đường kịp lúc cũng như creatine và những chất dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó các bạn cũng cố gắng làm luôn vài ngụm nước lọc để cho cơ bổ sung nước trong quá trình tập luyện. Và bài lưng thứ hai đến với chúng ta, Duy xin tạm gọi là một cái tên, đó là True Arm Long Bar Crawl. Thì cái bài này có thể thiết bị nó cũng hơi khó khăn. Không phải nó khó khăn mà nó không có cái đầu nối vô tường, các bạn không tập được. Chứ cái cây thì phòng nào cũng có hết. Thì nếu mà các bạn không có cái đầu nối vô tường và không tập được bài này thì các bạn có thể thay đổi bằng bằng những cái bài sau đây. Thứ nhất là Static Cup, Static Cable Row là một. Thứ hai là One Arm Dumbbell Row. Tuy nhiên hai bài này mỗi bài đều có một cái khuyết điểm khác nhau cả. Nếu mà Static Cable Row thì bài này là bài sử dụng cho máy Structuride. Đôi khi các bạn tập nó sẽ khó feel được cơ là cái nhất. Cái thứ hai, nếu mà nặng quá lỡ phòng gym các bạn giẫm giỏ với đứt cáp bể đầu thì cái chuyện này Duy bị một lần rồi chứ không phải không. Chuyện Duy bị đúng trên cái máy mà Static Cable Row luôn, đứt cáp xịt máu đầu bình thường. Hơi choáng một tí đó, nhưng mà thôi bữa đó là Duy cũng men lắm, tập luôn chứ không nghỉ. Máu mặc dù máu chảy đồng rồng. Cái đó là tiếc là bữa đó không có quay video, là video làm kỷ niệm thì cũng vui. Còn cái khuyết điểm của cái bài One Arm Dumbbell Row á thì các bạn sẽ mất thời gian hơn. Tức là các bạn phải tập 2 lần. Các bạn phải tập 2 lần, nó sẽ tốn thời gian hơn rất là nhiều. Thì ở cái bài lưng này là Duy xin nói là bài rất khó tập. Bài lưng này rất khó tập vì nó là cái độ free quay nó rất là lớn. Cái độ free quay nó rất là lớn và các bạn phải đứng đảm bảo đúng tư thế. Đứng đảm bảo đúng tư thế thì các bạn mới có thể là tập luyện được cho đúng kỹ thuật. Nhất là cái lưng phải thẳng, người phải thấp. Mà nếu mà các bạn đứng thẳng mà lưng bạn cao quá là bạn là không được. Và thứ hai, nếu bạn dùng cái tay bạn kéo nó cũng sai luôn. Nói chung bài này rất là khó để tập. Mà bạn nào lên tới được tới giáo án này thì chắc các bạn cũng đã có một cái thâm niên luyện công cũng tương đối lâu rồi, thì tin chắc rằng các bạn có thể thực hiện đúng kỹ thuật ở bài tập này, chứ không phải nhắc nhở gì thêm cả. Và ngay bây giờ xin mời các bạn theo dõi video. Và đến với những bài tập tiếp theo, đó là những bài tập cơ cầu vai. Tại sao lại chọn cơ cầu vai mà không làm qua xô luôn? Tại vì đơn giản, xô là một cái nhóm cơ tập cũng rất là nhẹ nhàng, không có gì phải căng thẳng cả. Các bạn cứ bình tĩnh chờ đó. Và cơ cầu vai thì nó sẽ tập nặng hơn. Các bạn nên ưu tiên tập cơ cầu vai trước. Thật ra lưng, vị trí các cơ lưng với nhau nó cũng là một thôi. Cơ lưng nằm vị trí trên dưới và trên dưới trong ngoài nó khác nhau tí xíu thôi. Bạn không cần phải cứ lúc nào cũng phải cứng nhắc. Tập lưng xong phải ra tập xô, không có bao giờ có nguyên tắc trên đời cả. Thì cầu vai, Duy xin ưu tiên cái bài Olympic Shrug trước. Tại cái bài này nó cho mình một cái tác động cơ rất tốt. Và các bạn cũng, khi các bạn lên tạ được cái bài này á, thì các bạn phải mạnh các bạn mới lên được. Duy thích nó những cái điểm như vậy. Còn nếu mà các bạn phòng gym nào mà không có cái thiết bị thanh đòn Olympic Shrug thì các bạn
chọn bài Smith Machine Rock. Các bạn đừng có chọn bài Dumbbell Shot nha. Các bài Dumbbell Shot các bạn tập nó vướng vào người, rất là khó tập và nó sẽ không cho được cái hiệu quả cao đâu. Do đó các bạn nên thay thế bài này bằng bài Smith Machine Rock nếu phòng bạn không có cái thanh Olympic Rock. Và cái bài tập thứ hai, cái bài tập thứ hai ở nhóm cơ cầu vai này là không ai khác, chính là barbell shrug. Chính là barbell shrug. Thì ở cái bài Olympic shrug các bạn nên chủ yếu tập trung tập cho nó nặng vào, tập cho nó men vào, tập nó từ 6 rep mà thôi. Tại vì ở cái bài này nó có một cái điều như vậy, nếu mà các bạn tập nhẹ quá, các bạn cầm cái cây nó lâu, thì nó sẽ đau tay, chắc chắn như vậy. Các bạn phải rút ngắn lại cái thời gian cầm cây thì các bạn tập nhanh lên. Các bạn tập nhanh lên bằng cách bằng ít rep lại, nhưng ít rep lại thì nó không đã, bạn phải tăng tạ lên. Và đối với cái bài barbell rush thì các bạn có thể tập thấp tạ lại, các bạn chỉnh sao cho bạn tập được tối đa là 10 rep, thậm chí 12 rep cũng được, không sao cả. Thì mỗi cái bài tập stretch khác nhau nó sẽ tác động tới cơ khác nhau, và hai bài này nó bổ sung cho nhau thì cái cơ cầu vai của bạn nó sẽ hoàn thiện. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi video tập luyện của Duy. Bước qua phần 2 của buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau pump cơ bắp. Và cụ thể chúng ta sẽ pump ở nhóm cơ show. Chắc chắn show thì một bài tập không thể nào thiếu, đó là bài pull up. Pull up tức là, hay nó có khác là bài kéo xà đơn. Thì ở cái bài tập này thì các bạn cũng đã thấy Duy tập rất nhiều lần rồi, và các bạn chắc hẳn là cũng đã tập được kỹ thuật động tác rất tốt rồi. Thì các bạn nên nhớ là đừng có nên cầm quá rộng là cái nhất. Cái thứ hai đó là cố gắng giữ thẳng lưng và ưỡn ngực ở điểm cao nhất, và khi xuống ở điểm cắt thấp nhất thì bạn giữ lại khoảng chừng 1-2 giây gì đó cho nó căng cơ thật là tốt. Thì rất đơn giản ở bài tập này thôi. Và ở bài tập thứ hai mà chị muốn nói là đó là bài V3 pull down. Thì bài V3 pull down đây là một bài tập nặng, do đó các bạn có thể tập
mà ngã người hay không ngã người, chuyện đó nó không quan trọng ở đây, mà cố gắng các bạn feeling, các bạn cảm nhận cái cơ lưng của bạn, cơ lưng, cái xô của bạn nó di chuyển thật là tốt là được rồi. Quan trọng mấu chốt vấn đề ở chỗ này thôi, chứ không phải lên tới giáo án này rồi mà các bạn còn phải phân vân ngã lưng nó như thế nào và không ngã lưng thì nó như thế nào. Bạn đi tìm một cái lối mòn đó thì thôi, bạn làm ơn bạn quay lại những cái giáo án trước đây, bạn nghiên cứu, bạn tìm hiểu thì sẽ cho bạn một giải pháp tốt hơn. Và tiếp theo nữa đó là bài tập last pull down. Thì đối với last pull down là một bài tập kinh điển, là một bài tập truyền thống trong tất cả những phòng gym hiện nay, nhưng không đến với lean body của Duy Nguyễn thì last pull down chỉ là một cái trò vui tiêu khiển thôi. Hay cách khác, các bạn nó có thể thích thì tập, không thích thì thôi cũng chả sao. Cá nhân Duy tập bài này chủ yếu để cho nó pump cơ, nên các bạn sẽ thấy Duy tập rất là nhanh, Duy tập nhanh hơn những động tác khác. Và có ngã người không ngã người đó cũng không thật sự quan trọng luôn, và khối lượng tạ nó cũng không thật sự quan trọng luôn. Duy cũng không biết Duy tập bao nhiêu cái và Duy cũng không rõ Duy tập thực hiện khối lượng tạ là bao nhiêu nữa, miễn làm sao Duy cảm thấy cái thứ 8, thứ 9 là nó đuối, nó đủ đã và cảm giác banh xác nó lùa về là được. Và chắc hẳn cuối cùng của bài tập lưng xô sẽ là cũng vẫn là bài lat pull down thôi, nhưng mà lat pull down free weight. Thì cái thiết bị này rất hiếm ở các phòng gym Việt Nam hiện nay, thì nếu mà phòng nào có thì các bạn chơi, còn phòng nào mà không có thì thôi cũng không sao cả. Thì ở cái bài tập này nó sẽ cho một cái sự tác động tỉ mỉ hơn, cho một cái sự tác động tốt hơn vào từng cái thớ cơ nhỏ nhất ở vùng lưng xô của các bạn, sẽ giúp cho các bạn nó có thể là nó rõ ràng, nó hình thành lên cái độ khối của cơ nó tốt nhất. Thì tất nhiên phòng nào có thì mới tập được, còn phòng nào không có thì cũng không sao. Và ngay sau đây xin mời các bạn theo dõi cái buổi pump cơ của Duy.
rồi rồi. Xong buổi tập tạ ngày hôm nay, nhân dịp đầu năm mới theo phương pháp Lean Body của Duy Nguyễn. Mạnh lắm, nhưng mà bạn nào muốn có một cái cơ thể lean hay là có khác là Lean Body thì nhớ cardio ít nhất 10 phút tới 15 phút sau khi tập tạ nhé. Thôi tạm biệt các bạn, bây giờ Duy đi cardio đây. Thế là phần kết thúc của buổi tập tạ sắp đến. Buổi tập ngày hôm nay sắp đến và phần tập tạ đã kết thúc luôn rồi. Thì Duy cho phép các bạn kết thúc buổi tập tạ ở phút thứ 55 là chậm nhất. Nếu bạn nào tốt quá thì cố gắng phút thứ 50 là các bạn đã hoàn thành dứt điểm hết phần tập tạ, để mình chuẩn bị qua được cái phần cuối cùng là phần cardio 10 phút cường độ cao. Thì các bạn có thể sử dụng tất cả những thiết bị các bạn thích, cardio trên xe đạp hay trên elliptical hay là trên treadmill. Thì tùy các bạn thôi, các bạn thích thiết bị nào thì các bạn sử dụng thiết bị đó, hay là phòng gym các bạn có thiết bị nào thì các bạn sử dụng thiết bị đó. Còn nếu mà phòng gym của các bạn á, không có cardio thì thôi, nếu mà bạn tập giáo án này bạn đổi phòng đi, không cách nào khác cả. Những phòng gym như vậy không thể nào giúp cho bạn phát huy được tối đa tố chất của thể hình. Thì các bạn cũng lưu ý rằng khi mình tập lưng, nếu mà tùy sức các bạn, nếu mà có sức các bạn đủ khỏe thì các bạn chạy bộ interval level 12, như Duy là interval level 12 mà thôi. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mệt, hơi mệt mệt rồi thì các bạn có thể sử dụng nhẹ nhàng hơn trên những chiếc xe đạp. Còn nếu mà các bạn đuối luôn rồi, thôi nghỉ khỏi còn cardio nữa thì cái sức của bạn chưa tới, thì các bạn cứ tập từ từ thì sức của bạn nó lên, thì bạn sẽ hoàn thành cái buổi tập nó tốt hơn. Và với Duy ngày hôm nay thì sẽ thực hiện buổi cardio trên cái máy chạy bộ treadmill interval level 12 thì cũng nhẹ nhàng thôi, 10 phút. Thì sau khi tập 10 phút đó thì các bạn bước xuống, các bạn nghỉ, các bạn đi lại, các bạn không ngồi chỗ nha. Các bạn đi lại nhẹ nhàng, giao lưu với mọi người trong phòng gym, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người, hay thậm chí tám với mọi người. Sau đó khoảng chừng 15 phút thì các bạn dùng ngay một cái stack box workout. Mà cái stack box workout gồm những cái gì thì chắc chắn Duy sẽ chia sẻ với các bạn trong cái bài viết về chủ đề dinh dưỡng của phương pháp Lean Body nâng cao. Còn đây chỉ là một cái video hướng dẫn tập luyện. Mà Duy cũng xin lưu ý thêm rằng nếu mà các bạn khi theo dõi video này thì các bạn cũng nên cố gắng đọc thêm bài viết trên website nữa, thì như vậy thông tin nó mới đầy đủ hơn, chứ không thể nào Duy truyền tải hết tất cả các thông tin cần thiết trong một video ngắn gọn như thế này được. Xin thân ái kính chào các bạn, chúc các bạn có một buổi tập thật hiệu quả. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng
cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.